Xin chào các bạn, đây là clip hướng dẫn giải đề TOEIC trên trang web toeic123.vn. Hôm nay chúng ta sẽ giải bộ đề Listening số 10. Đầu tiên chúng ta sẽ nghe loại câu số 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. They are sitting in a circle. B. They are reading their notes. C. They are shaking hands with each other. D. They are having a discussion. Dựa vào mô tả trên hình, chúng ta chọn đáp án C. They are shaking hands with each other. Qua câu 2. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. The bus is leaving the station. B. The travelers are waving to their friends. C. The bus is running at full speed. D. Passengers are boarding. Ta thấy mọi người đang leo lên xe buýt như mô tả ở câu D. Passengers are boarding the bus. Câu số 3. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. The man is painting a picture. B. The man is pointing at a poster. C. A variety of paintings is on display. D. The paintings are hanging in a gallery. Ta thấy có rất nhiều bức tranh. Đáp án chính xác là C. A variety of paintings is on display. Qua câu 4. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. Curtains are flapping in the wind. B. Chairs are placed around a table. C. The room is full of books. D. There are lamps beside the bed. Chúng ta chọn đáp án D. There are lamps beside the bed theo như mô tả trên hình. Câu 5. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. The man is having his hair cut. B. The man is brushing back his hair. C. The woman is examining the patient. D. The woman is cutting a piece of paper. Dựa vào hình, chúng ta chọn đáp án A. The man is having his hair cut. Câu 6. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. They are putting away their instruments. B. They are performing outdoors. C. All the women are holding out flags. D. They are purchasing some uniforms. Ta có thể thấy nhiều người đang biểu diễn đánh trống ở bên ngoài. Đáp án B. They are performing outdoors là đáp án chính xác. Câu 7. Number 7. Look at the picture marked number 7 in your test book. A. Some people are resting on the grass. B. The child is drawing a picture outdoors. C. The child is looking at paintings in a museum. D. The child is watching an artist at work. Dựa vào hình, đáp án B. The child is drawing a picture outdoors là đáp án chính xác. Câu 8. Number 8. Look at the picture marked number 8 in your test book. A. Scooters are parked along the side of the road. B. A motorcyclist is waiting at the curb. C. A truck is parked next to the motorcycles. D. People are browsing at the displays. Theo như mô tả trên hình, chúng ta chọn đáp án A. Scooter are parked along the side of the road. Câu 9. Number 9. Look at the picture marked number 9 in your test book. A. The woman is pushing a bicycle. B. The woman is sitting at her desk. C. The gardener is trimming the bushes. D. The bicycle is leaning against the bench. Dựa vào hình, chúng ta chọn đáp án D. The bicycle is leaning against the bench. Câu 10. Number 10. Look at the picture marked number 10 in your test book. A. The roofs of the buildings are flat. B. There are some cars between the buildings. C. Drivers are waiting for people to cross. D. Lines are being painted on the road. Theo như mô tả trên hình, chúng ta chọn đáp án B. There are some cars between the buildings. Sang câu 11. Number 11. When are you going home today? A. To buy some sandwiches. B. After the meeting. C. It took 3 days. Câu hỏi là hôm nay cô định khi nào về nhà? Đáp án B. After the meeting, sau cuộc họp là đáp án chính xác. Câu 12. Number 12. Where does the number 24 bus stop? A. I take a taxi. B. Behind City Hall. C. Yes, I hope so. Câu hỏi là xe buýt số 24 dừng ở đâu? Đáp án chính xác là B. Behind City Hall, đằng sau tòa thị chính. Câu 13.
Number 13. Excuse me, can I use your cell phone for a while? A. No, I can't sell it. B. Yes, by email. C. Sorry, I don't have it with me. Câu hỏi là xin lỗi, tôi có thể dùng di động của cô một chút được không? Chúng ta chọn đáp án C. Sorry, I don't have it with me. Xin lỗi, tôi không mang theo bên mình. Câu 14. Number 14. How much is it to send this package to Japan? A. It is too heavy. B. $20. C. She's on vacation next week. Câu hỏi là, gửi bưu kiện này đến Nhật mất bao nhiêu tiền? Đáp án B, $20 là đáp án chính xác. Qua câu 15. Number 15. Why don't you take the bus? A. I'd rather walk. B. 2 kilometers. C. You look very tired. Câu hỏi là, tại sao anh không bắt xe buýt? Chúng ta chọn đáp án A. I'd rather walk. Tôi thích đi bộ hơn. Đến câu 16. Number 16. Are you licensed to repair this system? A. It was installed this morning. B. It's one of the pair. C. No, but I have permission from the boss. Câu hỏi là anh có giấy phép sửa hệ thống này không? Đáp án C. No, but I have permission from the boss. Không, nhưng sếp chấp nhận cho tôi sửa là đáp án chính xác. Câu 17. Number 17. Who will be attending the farewell party? A. No, I don't have time to go. B. All store managers. C. Very well, thank you. Câu hỏi là ai sẽ tham dự bữa tiệc chia tay? Đáp án chính xác là B. All store managers. Tất cả quản lý cửa hàng. Đến câu 18. Number 18. How long do you think you'll be needing the car? A. It has air conditioning. B. He just started reading it last night. C. For 3 days. Câu hỏi là anh nghĩ mình sẽ cần chiếc xe trong bao lâu? Đáp án chính xác là C. For 3 days. Đến câu 19. Number 19. Would you care to join us for lunch? A. Sure, if that's okay. B. She wants to join our team. C. With a fruit salad and soup. Câu hỏi là cô có muốn đi ăn trưa với chúng tôi không? Chúng ta chọn đáp án A. Sure, if that's okay. Dĩ nhiên, nếu được. Câu 20. Number 20. Where would you like to store the packages? In the supply room or the warehouse? A. That's a good idea. B. Either would be fine. C. Yes, in the packages. Câu hỏi là, cô muốn cất hàng trong phòng cung ứng hay nhà kho? Đáp án B. Either would be fine. Ở đâu cũng được là đáp án chính xác. Đến câu 21. Number 21. When do you plan to move here to London? A. At the main office. B. No, I don't think so. C. In a month. Câu hỏi là anh tính bao giờ đi London? Chúng ta chọn đáp án C. In a month. Trong vòng một tháng nữa. Sang câu 22. Number 22. Did you think the new design team worked very well? A. It's faster than walking. B. Yes, they did a good job. C. I work 5 days a week. Câu hỏi là anh có nghĩ đội thiết kế đã làm việc rất tốt không? Đáp án chính xác là B. Yes, they did a good job. Câu 23. Number 23. Should we go to the Italian restaurant after work? A. No, it starts at noon. B. They just printed new menus. C. That's a great idea. Câu hỏi là chúng ta có nên đến nhà hàng Ý sau khi tan làm không? Đáp án chính xác là C. That's a great idea. Câu 24. Number 24. What did you do for your vacation? A. Yes, he did. B. I went to the country to visit my parents. C. They're away on vacation. Câu hỏi là anh đã làm gì vào kỳ nghỉ? Chúng ta chọn đáp án B. I went to the country to visit my parents. Tôi về quê thăm cha mẹ. Đến câu 25. Number 25. You'd prefer a window seat, wouldn't you? A. No, I haven't seen it. B. Yes, I would. C. Open the window. Câu hỏi là cô thích ngồi ghế gần cửa sổ hơn đúng không? Đáp án chính xác là B. Yes, I would. Câu 26. Number 26. Who organized the meeting schedule? A. No, I don't think it's necessary. B. We're a little behind schedule. C. Mr. Rogers did.
Câu hỏi là ai lên lịch họp? Đáp án C, Mr. Roger did là đáp án chính xác. Câu 27. Number 27. Should we have something delivered or go out to a restaurant? A, as soon as I arrive. B, let's order in from that new Chinese restaurant. C, yes, I can give you a ride. Câu hỏi là chúng ta nên gọi đồ ăn hay đi ra nhà hàng? Chúng ta chọn đáp án B. Let's order in from that new Chinese restaurant. Hãy gọi món ở nhà hàng Trung Hoa đi. Câu 28. Number 28. Didn't you take the train to work today? A. No, I decided to drive myself. B. I'll take three of them, please. C. Yes, it's not working. Câu hỏi là, anh không đi tàu đi làm hôm nay à? Đáp án chính xác là A. No, I decided to drive myself. Không, tôi quyết định tự lái xe. Câu 29. Number 29. Can I give Miss Miller your email address? A. Sure, she can contact me about the plan. B. Yes, we have her address. C. No, she sent it about a week ago. Câu hỏi là, tôi đưa email của cô cho bà Miller được không? Đáp án A. Sure, she can contact me about the plan. Dĩ nhiên rồi, bà ấy có thể liên lạc với tôi về dự án là đáp án chính xác. Câu 30. Number 30. The weather is wonderful. It looks like winter is really over. A. You look very nice. B. Is it snowing outside? C. I think you're right. Người phụ nữ nói thời tiết thật đẹp. Có vẻ như mùa đông đã qua rồi. Đáp án C. I think you're right là đáp án chính xác. Câu 31. Number 31. Do you have Dr. Stewart's phone number? A. Every Monday. B. Why? Are your knees hurting again? C. Don't worry, it's my treat. Câu hỏi là, cô có số điện thoại của bác sĩ Stewart không? Chúng ta chọn đáp án B. Why are your knees hurting again? Sao vậy? Đầu gối của anh lại đau nữa rồi hả? Câu 32. Number 32. Are we throwing the retirement party indoors or outdoors? A. We'll set up the tables in the banquet hall. B. By the end of the week. C. Okay, that'll be fine. Câu hỏi là chúng ta sẽ làm tiệc chia tay, nghỉ hưu trong nhà hay ngoài trời? Chúng ta chọn đáp án A. We set up the tables in the banquet hall. Chúng ta sẽ tổ chức ở phòng tiệc. Câu 33. Number 33. Why does the director dislike the design sample? A. The colors are too bright. B. Yes, I'll sign up for the course. C. Thanks, I'll try. Câu hỏi là vì sao giám đốc không thích mẫu thiết kế? Đáp án chính xác là A. The colors are too bright. Màu sáng quá. Câu 34. Number 34. Does Mr. Brown know that the lawyers will be here on Monday? A. Sure, I know the way to the courthouse. B. He's been notified. C. No, I have never studied law. Câu hỏi là ông Brown có biết là luật sư sẽ đến đây vào thứ hai không? Đáp án B. He's been notified. Ông ấy được thông báo rồi là đáp án chính xác. Câu 35. Number 35. Did you meet with the new client or did you reschedule an appointment? A. Actually, he visited us. B. I'm not disappointed. C. Next to the office. Câu hỏi là cô đã gặp khách hàng mới chưa hay giờ cuộc hẹn rồi? Đáp án chính xác là A. Actually, he visited us. Chính xác thì ông ấy đã đến gặp chúng ta. Câu 36. Number 36. Excuse me, do you know where the accounting department is? A. Sorry, I don't. B. I can't agree with you. C. You need to do that. Câu hỏi là, xin lỗi, anh có biết phòng kế toán ở đâu không? Chúng ta chọn đáp án A. Sorry, I don't. Sang câu 37. Number 37. You printed out the report for the next board meeting, didn't you? A. I took care of it yesterday. B. You're bored in 20 minutes. C. Yes, please print it out. Câu hỏi là anh đã in báo cáo cho cuộc họp hội đồng quản trị tiếp theo chưa? Chúng ta chọn đáp án A. I took care of it yesterday. Tôi in hôm qua rồi. Qua câu 38. Number 38. How many employees visited the new manufacturing facility? A. Yes, I'll visit him again next week. B.
I can't say for sure. C. That's my fault. Câu hỏi là có bao nhiêu nhân viên đi thăm cơ sở sản xuất mới? Đáp án chính xác là B. I can't say for sure. Tôi không thể nói chắc. Câu 39. Number 39. Can we take a break now? A. Oh, are you tired? B. Yes, I'll take it. C. For the rest of the audience. Câu hỏi là bây giờ chúng ta nghỉ được không? Đáp án A. Oh, are you tired? Đáp án chính xác. Sang câu 40. Number 40. You won't forget to order tickets, will you? A. No, he won't. B. I've already bought them. C. Usually by printer. Câu hỏi là cô không quên đặt vé đó chứ? Đáp án chính xác là B. I have already bought them. Tôi đã mua rồi. Bây giờ chúng ta hãy nghe lại đoạn hội thoại từ câu 41 đến 43. Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Pedro will be coming by around 4 o'clock after the conference ends. Great. And where will we be going after that? He'll drop us off at the hotel by 5 o'clock, then we'll meet his CEO for dinner and drinks in the lobby at 6 o'clock. Sounds good. That should be enough time for me to prepare the documents. Câu 41. Khi nào hai người trong đoạn hội thoại sẽ gặp Pedro? Người đàn ông nói rằng, Pedro will be coming by around 4 after the conference ends. Pedro sẽ đến khoảng 4 giờ sau khi hội nghị kết thúc. Đáp án chính xác là A, at 4 o'clock. Câu 42. Hai người trong đoạn hội thoại sẽ gặp CEO ở đâu? Người đàn ông nói là he drop us off at the hotel by 5. We meet his CEO for dinner and drinks in the lobby at 6. Anh ấy sẽ đưa chúng ta đến khách sạn lúc 5 giờ. Chúng ta sẽ gặp CEO của ông ấy vào bữa tối và uống với nhau ở ngoài sảnh vào lúc 6 giờ. Đáp án chính xác là D, in the hotel lobby. Câu 43. Người phụ nữ dự định làm gì? Cô ấy nói rằng, that should be enough time for me to prepare the documents. Có vẻ vẫn đủ thời gian để tôi chuẩn bị tài liệu. Đáp án B, work on some papers là đáp án chính xác. Tiếp đến là đoạn hội thoại từ câu 44 đến 46. Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Will Ms. Jones allow Mr. Fernando to attend the conference in Zurich? Well, Mr. Fernando's manager will have to give him permission. Ms. Jones is just the project coordinator. The conference organizer has requested his participation. They want him to speak at the conference. I'll be sure to pass that information along to Mr. Fernando's manager. Câu 44. Hội nghị được tổ chức ở đâu? Người phụ nữ hỏi người đàn ông rằng, will Mr. Jones allow Mr. Fernando to attend the conference in Zurich? Bà Jones có cho phép ông Fernando tham dự hội nghị ở Zurich không? Chúng ta chọn đáp án C, Zurich. Câu 45. Ai phải phê duyệt cho Fernando tham gia? Người đàn ông nói rằng, Mr. Fernando's manager will have to give him permission. Quản lý của Fernando sẽ phải cho anh ấy tham gia. Đáp án B, Mr. Fernando's manager là đáp án chính xác. Câu 46. Người đàn ông có thể làm gì tiếp theo? Anh ta nói là, I'll be sure to pass that information along to Mr. Fernando's manager. Tôi chắc chắn sẽ gửi thông tin đó đến cho quản lý của Fernando. Đáp án chính xác là A, deliver information to a manager. Và chúng ta đến với đoạn hội thoại từ câu 47 đến 49. Questions 47 through 49 refer to the following conversation. Ms. Wang, I haven't received your expense receipts for your accommodation and meals from your business trip to take here. Ron, I'm pretty sure that I gave them to Kelly in accounting along with the additional flight expenses. Well, I'll have to ask her to forward them to me as soon as possible. The quarterly reports must be completed by Friday. I'll see Kelly later today at the training seminar. Why don't I get a copy of the invoices? I'll stop by your desk around 5. Câu 47. Chi phí trên hóa đơn là gì? Người đàn ông nói với người phụ nữ là I haven't received your expense receipt for your accommodation and meals from your business trip to London. Tôi chưa nhận được hóa đơn của chỗ ở và bữa ăn từ chuyến công tác của Tokyo. Đáp án D, travel expenses, là đáp án chính xác. Câu 48. Người phụ nữ đã đưa hóa đơn cho ai? Cô ấy có nói, I'm pretty sure that I gave them to Kelly. Tôi chắc chắn là đã đưa chúng cho Kelly rồi mà. Chúng ta chọn đáp án C,
Kelly. Câu 49. Người phụ nữ và Kelly gặp nhau vì lý do gì? Cô ấy nói là I'll see Kelly later today at the training seminar. Lát nữa tôi sẽ gặp Kelly ở buổi chuyên đề đào tạo. Đáp án chính xác là B, to attend a seminar. Tiếp đến là đoạn hội thoại từ câu 50 đến 52. Questions 50 through 52 refer to the following conversation. Hello, I'm calling from Johnson Auto to reschedule your appointment to have your car serviced on Monday. Oh, I was really hoping to get my car fixed as soon as possible. Is there a problem? Yes, we had hoped to get the required parts in on Saturday. However, it looks like they won't arrive until Tuesday. Well, I'm out of town on business until Wednesday. Why don't we make it for Thursday afternoon? Câu 50. Hai người trong đoạn hội thoại đang bàn về vấn đề gì? Người đàn ông mở đầu như sau. I'm calling from Johnson Auto to reschedule your appointment to have your car serviced on Monday. Tôi gọi đến từ Johnson Auto để đặt lại lịch hẹn với cô về chiếc xe vào thứ hai. Chúng ta chọn đáp án C, a change in an appointment time. Câu 51. Vì sao người đàn ông không thể sửa được chiếc xe? Anh ta có nói là We had hoped to get the required parts in on Sunday. However, it looks like they won't arrive until Tuesday. Chúng tôi mong là nhận được những bộ phận cần thiết vào thứ bảy, nhưng có vẻ phải đến thứ ba chúng mới đến nơi. Đáp án chính xác là B. There was a delay in a part shipment. Câu 52. Cuộc hẹn có thể sẽ được dời lại vào ngày nào? Người phụ nữ có nói là Why don't we make it for Thursday afternoon? Vì sao chúng ta không hẹn vào chiều thứ năm? Đáp án D, Thursday là đáp án chính xác. Bây giờ chúng ta hãy nghe lại đoạn hội thoại từ câu 53 đến 55. Questions 53 through 55 refer to the following conversation. I know I promised to give you a ride to the airport today, but I'm not sure what time we should leave. My flight was originally scheduled to leave at 7 p.m., but it's been delayed because of bad weather. The departure time is now scheduled for 8:30 p.m. That works better for me anyway. We should leave a couple of hours before so that you have enough time to check in. That sounds great. By the way, where are we going to meet? What about in my hotel lobby at 6:30? Câu 53. Thời gian khởi hành lúc đầu là mấy giờ? Người đàn ông nói là My flight was originally scheduled to leave at 7 p.m. Chuyến bay của tôi ban đầu dự định sẽ cất cánh lúc 7 giờ tối. Chúng ta chọn đáp án C, 7 p.m. Câu 54. Vì sao chuyến bay bị hoãn? Người đàn ông nói tiếp là But it's been delayed because of bad weather. Nhưng nó bị hoãn do thời tiết xấu. Đáp án chính xác là B, bad weather. Câu 55. Hai người trong đoạn hội thoại có thể gặp nhau ở đâu? Người đàn ông có nói By the way, where are we going to meet? What about in my hotel lobby at 7:30? Nhân tiện, chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đây? Ở hành lang của khách sạn của tôi lúc 6:30 được không? Đáp án chính xác là D, in a hotel lobby. Tiếp đến là đoạn hội thoại từ câu 56 đến 58. Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Are we still experiencing difficulties with the ordering software? Yes, when inputting the customer's relevant information, an error message continually appears. We'll have to write everything manually until we can have it repaired. Have you contacted the computer programmers we usually work with? I was hoping they could come by later today. I have, but it doesn't seem like we'll be able to get an appointment until next week. It looks like we'll have another difficult weekend. Câu 56. Hai người trong đoạn hội thoại đang thảo luận về vấn đề gì? Người đàn ông hỏi người phụ nữ là Are we still experiencing difficulties with the ordering software? Chúng ta vẫn đang gặp khó khăn với việc đặt mua phần mềm hả? Đáp án chính xác là D, a problem with the ordering system. Hai người trong đoạn hội thoại sẽ làm gì cho đến khi sửa xong phần mềm? Người đàn ông nói là We have to write everything manually until we can have it repaired. Chúng ta sẽ phải viết mọi thứ bằng tay cho đến khi sửa xong. Đáp án chính xác là C, write everything out by hand. Câu 58. Vấn đề khi nào sẽ được xử lý? Người phụ nữ nói là It doesn't seem like we'll be able to get an appointment until next week. Có vẻ như chúng ta sẽ không đặt được cuộc hẹn cho tới tuần sau. Đáp án D, next week là đáp án chính xác. Tiếp đến là đoạn hội thoại từ câu 59 đến 61.
Questions 59 through 61 refer to the following conversation. This piece of work created by Clive Anderson is beautiful. I think it's great as well. It's the only time he's used watercolors, isn't it? Yes, he usually works with oil paints, but I think he wanted to try something different. Well, it really paid off. Shall we move on to see the rest of the exhibit? Câu 59, hai người trong đoạn hội thoại có thể đang ở đâu? Người phụ nữ đánh giá về một tác phẩm nghệ thuật qua câu This piece of work created by Clive Anderson is beautiful. Tác phẩm của Clive Anderson này thật đẹp. Đáp án A at an art gallery là đáp án chính xác. Câu 60, nghề nghiệp của Clive Anderson là gì? Theo như chi tiết ở câu 59, chúng ta chọn đáp án C, artist. Câu 61, điểm đặc biệt của tác phẩm nghệ thuật mà hai người trong đoạn hội thoại đang thưởng thức là gì? Người phụ nữ nói về chất liệu vẽ tranh của họa sĩ như sau. He usually works with oil paints, but I think he wanted to try something different. Ông ấy thường vẽ bằng sơn dầu, nhưng tôi nghĩ ông muốn tạo ra điều gì đó khác biệt. Đáp án chính xác là B. It was painted with different materials. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại đoạn hội thoại từ câu 62 đến 64. Questions 62 through 64 refer to the following conversation. This is Michael Duncan calling. I phoned a few weeks ago to arrange accommodation. I wanted to make sure that you have my reservation on file. Of course, Mr. Duncan. Just a moment and I will check our system for you. You're staying for two evenings, is that right? Yes, that's correct. Now, are there any rooms available in the East Corridor? I've heard that the view at night is absolutely beautiful from there. You're in luck, Mr. Duncan. I have one room available in the East Corridor. Unfortunately, it isn't equipped with an internet connection. Is that okay? Câu 62. Vì sao người đàn ông gọi điện thoại? Anh ta nói là I phoned a few weeks ago to arrange accommodation. I wanted to make sure that you have my reservation on file. Tôi đã gọi vài tuần trước để sắp xếp chỗ ở. Tôi muốn chắc chắn là bên cô đã lưu lại lịch đặt phòng của tôi. Chúng ta chọn đáp án D. To confirm accommodation. Câu 63. Người đàn ông đặc biệt yêu cầu điều gì? Anh ta hỏi người phụ nữ là Are there any rooms available in the East Corridor? Có phòng nào ở East Corridor không? Đáp án chính xác là B. A room in the East Corridor. Câu 64. Có vấn đề gì với căn phòng này? Người phụ nữ nói là Unfortunately, it isn't equipped with an internet connection. Đáng tiếc là nó không được kết nối internet. Chúng ta chọn đáp án B. There is no way to use the internet. Tiếp đến là đoạn hội thoại từ câu 65 đến 67. Questions 65 through 67 refer to the following conversation. Have we employed a new caterer in the company cafeteria? Yes, and I really think there's a big improvement in the variety of the food. I agree. I was definitely ready for a change. I also like that the location was moved to the main floor. It's much more convenient for me. It's much more affordable as well. Câu 65. Hai người trong đoạn hội thoại đang nói về điều gì? Mở đầu đoạn hội thoại, người phụ nữ hỏi người đàn ông là Have we employed a new caterer in the company cafeteria? Chúng ta đã thuê được nhà cung cấp mới cho quán cà phê của công ty chưa? Đáp án chính xác là C, a company cafeteria. Câu 66. Quán cà phê thay đổi cái gì? Người phụ nữ nói rằng I also like that the location was moved to the main floor. Tôi cũng thích việc quán cà phê chuyển địa điểm lên tầng chính. Đáp án chính xác là B, location. Câu 67. Người đàn ông nói gì về quán cà phê? Anh ta nói là It's much more affordable as well. Giá cả cũng phải chăng hơn. Chúng ta chọn đáp án C. The prices are reasonable. Tiếp đến là đoạn hội thoại từ câu 68 đến 70. Questions 68 through 70 refer to the following conversation. Drew, when are we meeting with Roy Thompson on Friday? My apologies. I should have told you earlier. Mr. Thompson emailed the office this morning and rescheduled the meeting to Thursday afternoon. Are you still free? As a matter of fact, I'm not. Please ask Mr. Thompson if Thursday morning would be all right. I'll call him right away and then send you an email to confirm the time. Câu 68. Ông Thompson làm gì vào sáng nay? Người phụ nữ nói rằng Mr. Thompson emailed the office this morning
and reschedule the meeting to Thursday afternoon. Ông Thompson gửi mail đến văn phòng sáng nay và dời lại lịch họp tới chiều thứ năm. Đáp án chính xác là B. He changed a meeting time. Câu 69. Người đàn ông muốn gặp ông Thompson vào lúc nào? Anh ta nói với người phụ nữ là Please ask Mr. Thompson if Thursday morning would be all right. Vui lòng nói với ông Thompson là sáng thứ năm có được không? Đáp án A. On Thursday morning là đáp án chính xác. Câu 70. Người phụ nữ sẽ liên lạc với người đàn ông bằng cách nào? Cô ấy nói là I'll call him right away and then send you an email to confirm the time. Tôi sẽ gọi cho ông ấy ngay bây giờ và gửi mail để anh xác nhận thời gian. Chúng ta chọn đáp án D by email. Tiếp đến là phần tin nhắn thoại từ câu 71 đến 73. Questions 71 through 73 refer to the following voicemail message. This is the office of the University Registrar. The office is open weekdays from 9 a.m. until 6 p.m. and on Tuesdays from 9 a.m. until 10 p.m. Students may request transcripts in person during these times. Please also visit the university website to obtain information regarding financial services and scholarships available to students. Previously, we had allowed students to request transcripts and other services over the phone. However, we do not accept phone requests at this time. Câu 71. Khi nào văn phòng mở cửa lại sau đó? Tin nhắn thoại có chi tiết. The office is open weekdays from 9 a.m. until 6 p.m. and on Tuesday from 9 a.m. until 10 p.m. Văn phòng mở cửa trong các ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều và các ngày thứ ba từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Chúng ta chọn đáp án B, Tuesdays. Câu 72. Học sinh có thể yêu cầu học bạ bằng cách nào? Trong tin nhắn thoại có đề cập đến Student may request transcript in person during this time. Đáp án chính xác là A, in person. Câu 73. Học sinh được cho phép làm gì trước đó? Tin nhắn thoại có chi tiết là Previously, we had allowed students to request transcript and other services over the phone. Trước đó chúng tôi đã cho phép học sinh yêu cầu học bạ và những dịch vụ khác qua điện thoại. Đáp án chính xác là C, to request services over the phone. Tiếp đến chúng ta xem qua lời giới thiệu từ câu 74 đến 76. Questions 74 through 76 refer to the following introduction. Ladies and gentlemen, may I introduce to you our newest manager at Pearson Consulting, Rebecca Sinclair. Prior to joining our company, Ms. Sinclair worked for a few years in the advertising industry. She also worked for First National Bank for 4 years. I would ask all of you to please make Ms. Sinclair comfortable and go out of your way to show her around the office over the next few weeks. Câu 74. Mục đích của đoạn nói chuyện này là gì? Mở đầu phần giới thiệu là câu Ladies and gentlemen, may I introduce to you our newest manager at Pearson Consulting, Rebecca Sinclair. Thưa quý vị, tôi xin phép giới thiệu người quản lý mới của chúng ta tại Pearson Consulting, bà Rebecca Sinclair. Đáp án A, to welcome a new employee là đáp án chính xác. Câu 75, từ giờ trở đi bà Sinclair sẽ làm việc ở đâu? Dựa vào chi tiết ở câu 74, đáp án chính xác là C, Pearson Consulting. Câu 76, bà Sinclair đã làm việc ở First National Bank được bao lâu? Phần giới thiệu có chi tiết. She also worked for the First National Bank for 4 years. Bà ấy cũng đã làm việc ở First National Bank trong 4 năm. Đáp án chính xác là C, 4. Tiếp đến là đoạn hướng dẫn từ câu 77 đến 79. Questions 77 through 79 refer to the following instruction. I wanted to make sure that you were all aware that you will be unable to access the computer system, including email access, beginning this afternoon. The computer technicians will be working on updating our systems with all the latest software in order to increase efficiency and reduce the number of system crashes. We ask you to save all files and documents prior to 1 o'clock today so as to not lose any information. When the installation is complete, you will be contacted by voicemail message. After you have received this message, restart your computer in order to activate the new system. Should you require any assistance, feel free to contact the Technical Services Department at extension 2151. Câu 77. Mục đích của tin nhắn là gì? Mở đầu đoạn nói chuyện có câu I wanted to make sure that you were all aware that
You will be unable to access the computer system. Tôi muốn chắc chắn rằng mọi người đều đã biết mình sẽ không thể truy cập vào hệ thống máy tính. Và lý do cho việc này nằm ở câu The computer technician will be working on updating our system with all the latest software. Các kỹ thuật viên máy tính sẽ làm việc để nâng cấp hệ thống với phần mềm mới nhất. Đáp án A, to let employees know of a computer system change là đáp án chính xác. Câu 78. Các nhân viên được yêu cầu làm gì sau khi hệ thống được cài đặt? Tin nhắn cho biết, when the installation is complete, you will be contacted by voicemail message. After you have received this message, restart your computer in order to activate the new system. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, các bạn sẽ được liên lạc bằng thư thoại. Sau khi bạn nhận được thông báo này, hãy khởi động lại máy tính để kích hoạt hệ thống mới. Chúng ta chọn đáp án B, restart the computers. Câu 79. Các nhân viên nên làm gì nếu có thắc mắc? Gần cuối tin nhắn có thông tin. Should you require any assistance, feel free to contact the Technical Services Department at extension 2151. Nếu cần trợ giúp, hãy liên lạc với phòng dịch vụ kỹ thuật theo số máy lẻ 2151. Đáp án chính xác là D. Call the Technical Services Division. Tiếp đến chúng ta sang đoạn quảng cáo từ câu 80 đến 82. Questions 80 through 82 refer to the following advertisement. Are you benefiting from MJ Bank's special loan program for entrepreneurs? If you are not taking advantage of this opportunity, you might be limiting your small business from valuable growth opportunities. Regardless of whether your company is just beginning or if you've been around for several years, you'll find the financial planning advice from MJ Bank extremely helpful. Register for an entrepreneur loan before next Thursday and we'll offer you a 4% loan rate, which is much lower than other banks. Câu 80. Quảng cáo nhắm đến đối tượng nào? Mở đầu quảng cáo là câu Are you benefiting from MJ Bank's special loan program for entrepreneurs? Bạn có đang hưởng lợi từ chương trình cho vay đặc biệt của MJ Bank dành cho các doanh nhân? Chúng ta chọn đáp án B, a small business owner. Câu 81, cái gì đang được quảng cáo? Dựa vào chi tiết đã nhắc đến ở câu 80, chúng ta chọn đáp án A, a bank clothes. Câu 82, điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó đăng ký trước thứ năm tuần sau? Quảng cáo nói là register for an entrepreneur loan before next Thursday and we'll offer you a 4% rate, which is much lower than the other banks. Hãy đăng ký khoản vay cho doanh nhân trước ngày thứ năm tuần tới và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mức vay 4% thấp hơn nhiều so với các ngân hàng khác. Chúng ta chọn đáp án D, the low rate will be reduced. Tiếp đến là chương trình phát thanh từ câu 83 đến 85. Questions 83 through 85 refer to the following radio broadcast. Good morning. Welcome back to the Wednesday segment of Music Today on CKRV Radio. I'll be your host today as we meet one of the rising stars in the music industry, country singer Bluegrass Jones. Mr. Jones recently released his fourth CD entitled Standing on a Corner, which is expected to reach the top of the charts later this week. An accomplished musician, Mr. Jones began performing when he was only 9 years old. Many of you will recognize his most recent song, Alone and Crying. Now it's time to listen to his new song. Câu 83. Chương trình này được phát thanh vào lúc nào? Người dẫn chương trình phát thanh mở đầu bằng câu Welcome back to the Wednesday segment of Music Today on CKRV Radio. Chào mừng trở lại với chương trình Music Today phát sóng vào thứ tư trên CKRV Radio. Đáp án B on Wednesday là đáp án chính xác. Câu 84. Jones chơi loại nhạc gì? Chương trình phát thanh có đề cập I'll be your host today as we meet one of the rising stars in the music industry, country singer Bluegrass Jones. Tôi sẽ dẫn chương trình hôm nay khi chúng ta gặp một trong những ngôi sao đang lên của ngành âm nhạc, ca sĩ nhạc đồng quê Bluegrass Jones. Đáp án D, country là đáp án chính xác. Câu 85. Chương trình nói gì về album mới của Jones? Trong đoạn phát thanh có chi tiết Mr. Jones recently released his fourth CD entitled Standing on a Corner, which he expected to reach the top of the charts later this week.
Gần đây, Jones đã ra mắt album thứ tư của anh với tựa đề Standing on a Corner, dự kiến sẽ dẫn đầu bảng xếp hạng tuần này. Đáp án chính xác là C. It is expected to be popular. Tiếp đến, chúng ta hãy nghe lại đoạn nói chuyện từ câu 86 đến 88. Questions 86 through 88 refer to the following talk. It is my pleasure to welcome all of our colleagues here today to our San Francisco headquarters. Many of you have traveled here this afternoon from our international branch offices in Paris, Toronto, and Stockholm. As you have been informed, our purpose in meeting here today is to discuss how to improve the company distribution channels. There have been unacceptable delays in production over the past year as a result of a poorly organized system of distribution, and we are going to do our best to change that here today. If you have something to add during my presentation, don't hesitate to talk about your ideas with all of us here. Câu 86, trụ sở chính nằm ở đâu? Trong đoạn nói chuyện có chi tiết. It is my pleasure to welcome all of our colleagues here today to our San Francisco headquarters. Thật vinh dự cho tôi để chào mừng tất cả các đồng nghiệp của chúng ta đến với trụ sở chính ở San Francisco hôm nay. Đáp án chính xác là D, San Francisco. Câu 87, mục đích của cuộc họp là gì? Đoạn nói chuyện cho biết. Our purpose in meeting here today is to discuss how to improve the company distribution channels. Mục đích của cuộc họp hôm nay là để thảo luận về cách cải thiện các kênh phân phối của công ty. Chúng ta chọn đáp án A, to address the problem of distribution channels. Câu 88, người nghe được yêu cầu làm gì? Đoạn nói chuyện có chi tiết. If you have something to add during my presentation, don't hesitate to talk about your ideas with all of us here. Nếu có điều gì để bổ sung cho bài trình bày của tôi, đừng ngần ngại nói về những ý tưởng của mình với tất cả mọi người ở đây. Đáp án chính xác là C, provide some suggestion. Tiếp đến, chúng ta nghe lại đoạn thông tin về tour từ câu 89 đến 91. Questions 89 through 91 refer to the following tour information. And now we are entering the Portrait Gallery, which is often called the Red Room and was built in 1831. It is well known internationally for its collection of portraits of British royalty. As we leave the Portrait Gallery, you'll notice the magnificent oak doors. Next, we are able to see the dining hall, where the royal family would enjoy their meals. The dining hall was originally constructed in 1830, but a fire in 1902 destroyed much of the wood paneling and needed to be replaced in 1903. We'll leave the dining hall now in order to take a short tour of the grounds. Afterwards, you will have free time to visit the gift shop. Câu 89. Portrait Gallery thường được gọi là gì? Mở đầu phần giới thiệu có chi tiết. Portrait Gallery, which is often called the Red Room. Portrait Gallery thường được gọi là Red Room. Chúng ta chọn đáp án A, the Red Room. Câu 90. Điều gì đã xảy ra với phòng ăn? Trong bài có đề cập là The dining hall was originally constructed in 1830, but the fire in 1902 destroyed much of the good paneling. Phòng ăn được xây dựng vào năm 1830, nhưng một vụ hỏa hoạn năm 1902 đã phá hủy phần lớn ván gỗ. Đáp án chính xác là D. It was damaged in a fire. Câu 91. Tour bao gồm cái gì? Phần giới thiệu có chi tiết. You will have free time to visit the gift shop. Quý vị sẽ có thời gian tự do ghé thăm cửa hàng quà tặng. Chúng ta chọn đáp án C, free time at the gift shop. Tiếp đến là đoạn tin nhắn điện thoại từ câu 92 đến 94. Questions 92 through 94 refer to the following telephone message. Good morning, Mr. Henderson. This is Charlene Cush from accounting. I wanted to ask you about your monthly expense accounts. Your department was over budget again this month. Unfortunately, I have been given strict instructions by my senior manager to report all departments that are over budget. Would you like to send me a written explanation regarding why this problem has occurred? Or would you rather speak to my manager in person? Call me or email me when you have a chance. Thank you. Câu 92. Bà Kurt làm việc ở bộ phận nào? Đoạn tin nhắn có chi tiết. This is Jacqueline Kurt from accounting. Tôi là Jacqueline Kurtz ở phòng kế toán. Đáp án B, accounting là đáp án chính xác. Đến câu 93. Mục đích của tin nhắn này là gì? Bà Kurtz có nói là I wanted to ask you about your monthly expense accounts. Your department was over budget again this month. Tôi muốn hỏi ông về các khoản chi tiêu hàng tháng.
bộ phận của ông tháng này lại chi tiêu vượt ngân sách nữa rồi. Đáp án chính xác là C, to inform an employee of overspent funds. Đến câu 94, ông Henderson phải làm gì? Bà Kurtz yêu cầu, could you like to send me a written explanation regarding why this problem has occurred? Ông có thể gửi cho tôi một bản giải thích về vấn đề đã xảy ra được không? Đáp án chính xác là C, explain why excessive spending occurred. Tiếp đến là đoạn thông báo từ câu 95 đến 97. Questions 95 through 97 refer to the following announcement. Ladies and gentlemen, I am sorry to report that a scheduling error has caused our plans to change. The original plan was to meet at the restaurant at 7 p.m. and then to proceed to the theater for around 9 p.m. Unfortunately, I have been informed that the restaurant reservations have been changed to 6:30. So, instead of arriving at 7 p.m., we will be meeting at the restaurant at 6:30 and then going to the theater afterwards. We'll keep the same departure time to the theater and meet at the theater entrance before the show begins. Câu 95. Vì sao kế hoạch bị thay đổi? Thông báo có chi tiết. I have been informed that the restaurant reservation have been changed to 6:30. Tôi đã được thông báo rằng việc đặt chỗ ở nhà hàng đã được đổi thành 6:30. Đáp án chính xác là C. The restaurant changed the reservation time. Đến câu 96. Nhóm này sẽ làm gì sau bữa tối? Thông báo cho biết, we will be meeting at the restaurant at 6:30 and then going to the theater afterwards. Chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà hàng vào lúc 6:30, sau đó đi xem phim. Chúng ta chọn đáp án B, go to the theater. Câu 97, nhóm sẽ đến rạp lúc mấy giờ? Thông báo đề cập, we keep the same departure time to the theater. Chúng ta sẽ giữ nguyên thời gian khởi hành đến rạp. Thời gian đó là 9 giờ tối, chúng ta chọn đáp án C, at 9 p.m. Cuối cùng là bản tường thuật từ câu 98 đến 100. Questions 98 through 100 refer to the following report. It is estimated that nearly 10 million computers are disposed of each year in the United States alone. These used computers are significantly adding to the landfill problems experienced by nearly every state. Local computer guru Clive Anderson has developed a solution to this problem. His non-profit organization, Electronic Helper, accepts used computers and electronics, and after upgrading the software, donates the units to educational institutions in developing nations. Presently, donated computers have reached students in the Central American countries of Guatemala, Honduras, Nicaragua, and El Salvador. Future plans include shipments to countries in South America and Africa. For more information on this cause or for ways you can help, visit www.electronichelper.com. Câu 98. Có bao nhiêu máy tính không mong muốn được xử lý mỗi năm? Trong bài có chi tiết. It is estimated that nearly 10 million computers are disposed of each year in the United States alone. Ước tính có gần 10 triệu máy vi tính bị xử lý mỗi năm chỉ riêng ở Mỹ. Đáp án C, 10 million là đáp án chính xác. Đến câu 99. Ai sẽ thu thập những chiếc máy tính? Bản tường thuật cho biết, local computer guru Clive Anderson has developed a solution to this problem. His non-profit organization Electronic Helper accepts used computers and electronics after upgrading the software, donates the units to educational institutions in developing nations. Chuyên gia máy tính địa phương Clive Anderson đã phát triển một giải pháp cho vấn đề này. Tổ chức phi lợi nhuận của ông Electronic Helper chấp nhận sử dụng máy tính và điện tử sau khi nâng cấp phần mềm sẽ tặng cho các cơ sở giáo dục ở các nước đang phát triển. Chúng ta chọn đáp án B, a non-profit organization. Câu 100, những chiếc máy tính được thu thập sẽ được giải quyết như thế nào? Dựa vào chi tiết ở câu 99, đáp án chính xác là D, they are distributed in undeveloped countries.